Cường với Tố Audio Nhật Bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước ạ. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm, các bác vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi nhiều chương trình sắp tới bên em hơn nhé. Trước mặt quý vị và các bạn thì em đã trưng bày ra bộ phối ghép rất là cao cấp, đỉnh cao của bản hãng Technic và Panasonic. Bộ dàn mang thương hiệu Technic model CS900 nhé, và đôi loa Panasonic CS7. Các bác cũng đã biết rồi, Technic và Panasonic là một nhé, cũng như là Victor và JVC vậy. Thế nên là Panasonic CS900 và Technic CS900 thì thiết kế và tất cả các linh kiện các thứ là y xì như nhau nhé các bác nhé. Về chức năng thì bộ này chạy full tất cả các chức năng, CD đọc đĩa ok, kết nối điện thoại máy tính ok, và nghe đài FM radio full tần số 108. Con này về thiếu một thớt cassette các bác ạ. Cassette bây giờ ít anh em dùng, chủ yếu CD và kết nối điện thoại nhé. Đấy, con này có giải đèn Equalizer rất là đẹp ạ. Em mở bài số 4, đọc đĩa rất ok nhá. Giả dụ như mở bài số 8 này. Đấy, rời tay là ok luôn ạ. Con này có 4 cổng quang giải mã nhá các bác nhá. Chất âm rất hay các bác ạ. Thôi, mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tâm biển 0981150665. Bác nào gần xem hàng giao lưu với em, địa chỉ Phố Lối thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên ạ.